Đây là câu chuyện lạ, top 7 phương pháp kiểm tra chứng tích kỳ lạ của phụ nữ xưa. Thời xưa, người phụ trách công việc kiểm tra chứng tích của tân lương trước khi về nhà chồng chính là bà đỡ. Bà đỡ này thường là người thân thuộc với họ nhà trai hoặc do bà mối kiêm nhiệm. Cuốn Kiến Sinh Văn từng ghi lại, trong lịch sử Trung Quốc, người đầu tiên tiến hành công việc nghiệm thân này chính là tác giả của tạp Dư Bí Tân. Cuốn sách trên viết lại sự việc hoàng hậu của Hán hoàng đế là Lương Oánh từng phải kiểm tra thân thể trước khi được tấn phong. Sở dĩ đế vương lập hậu vô cùng coi trọng việc chính tiết là bởi hoàng đế muốn long trụng của mình chắc chắn mang dòng máu hoàng tộc, liền phái Ngô Câu đi kiểm tra. Theo đó, công việc đầu tiên trong quá trình này là kiểm tra tổng thể về tướng mạo, hình dáng. Cuốn sách ghi lại rằng Lương Oánh hoàng hậu có nét mặt tựa như ánh bình minh trong tiết, tươi đẹp đến mức khiến cho người ta khó lòng nhìn thẳng. Về ngũ quan, Lương Oánh có con mắt trong veo, hàng mi cong dài, bờ môi đỏ tươi, răng trắng, vành tai thon gọn, sống mũi cao, hai má hài hòa. Sau đó Ngô Câu cởi y phục của Lương Oánh, thấy thân thể của nàng tỏa ra mùi hoa cải dịu dịu, da dẻ thanh ngần, bộ ngực mới phát triển, vùng kính hồng hào, màng trinh còn nguyên vẹn. Thủ thuật kiểm tra của các bà đỡ thời xưa chủ yếu là xem kỹ bộ phận sinh dục, kiểm tra màng trinh, không khác nhiều so với công việc của các bác sĩ phụ khoa ngày nay. Tuy rằng bà đỡ đã có thể thông qua ngoại hình để giám định sự trong trắng của người con gái, nhưng các nam tử thời xưa do vốn kiến thức về sinh lý có hạn nên họ chỉ còn cách trông chờ vào đêm đầu tiên để khẳng định xem vợ mình còn trinh hay không. Đàn ông thời xưa lấy vợ, đêm tân hôn có thấy được lạc hồng trên khăn trắng hay không là điều mà gia đình hai bên quan tâm hơn cả. Nếu như tân lương trong đêm đầu tiên sinh hoạt vợ chồng có chảy máu thì ngay ngày thứ hai gia đình nhà trai sẽ phát thiệp báo hủy. Trên tấm thiệp ghi rõ lời ca ngợi khuê môn hữu xuyên, thục nữ khả khâm để gửi về cho nhà gái. Tuy nhiên dùng lạc hồng để nhận biết trinh nữ còn tồn tại nhiều vấn đề. Thứ nhất, người phụ nữ không chảy máu trong lần đầu quan hệ chưa hẳn là không còn trong trắng, bởi màng trinh có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bị rách. Thứ hai, việc chảy máu trong đêm đầu tiên cũng chưa thể khẳng định hoàn toàn người con gái đó chưa bao giờ quan hệ tình dục. Hiện tại nhiều cơ sở y khoa có thể tiến hành tiểu phẫu vá màng trinh cho phụ nữ. Trên thực tế, hình thức vá cái ngàn vàng đã có từ thời cổ đại. Khi đó, để chỉnh hình cho màng trinh, tân lương sẽ dùng một khối tiết gà cuốn trong khăn trắng, sau đó dùng chiếc khăn có máu gà này để đổi trắng thay đen. Một cách khác để ngụy trang hoàn hảo hơn là dùng miếng tiết gà đựng trong bong bóng cá, sau đó cẩn thận đặt vào âm đạo để ngụy tạo. Người Trung Quốc thời xưa từng dựa vào tướng mạo để phân biệt người con gái còn trinh tiết hay không. Theo đó, muốn kiểm tra người con gái còn trong trắng hay không, cổ nhân sẽ nhìn vào đôi mắt. Nếu đôi mắt có màu hồng hoặc đỏ tươi thì cô gái này chỉ vừa mới mất đi trinh tiết. Ngược lại, nếu đôi mắt có màu đen chứng tỏ người phụ nữ đó từ lâu đã không còn trong trắng. Tuy nhiên, hình thức xem đôi mắt này chỉ có thể dùng với các cô gái trẻ tuổi và hoàn toàn vô dụng với người phụ nữ trung niên. Cuốn Ma Y Thư Pháp Hoàng Thư đưa ra quan điểm ánh mắt như nước, nam nữ đa dâm, tóc mai nặng dày, mắt lé, đích thực là đa dâm. Cổ Kim Đột Thư Tập Hành thì cho rằng tinh thần thẳng thắn nhưng không quyến rũ, biết cười giấu răng, vai nhô cao như rùa, đích thực là xử nữ. Ngược lại, cử chỉ không ngay thẳng, Phong đưa ra quan điểm ánh mắt như nước, nam nữ đa dâm, tóc mai nặng dày, mắt lé, đích thực là đa dâm. Cổ Kim Đột Thư Tập Hành thì cho rằng tinh thần thẳng thắn nhưng không quyến rũ, biết cười giấu răng, vai nhô cao như rùa, đích thực là xử nữ. Ngược lại, cử chỉ không ngay thẳng, phong thái quyến rũ, ắt là kẻ phong trần. Cuốn Thụ Đàm Nguyệt Khuyết Phụ Nhân lại đưa ra quan điểm nữ nhân khi ngồi mà hay rung đầu gối, miệng rộng buông xuống thì không nên lấy. Một số tài liệu khác thì cho rằng đàn bà con gái mà đứng nghiêng người giữa cửa, thấy người đến thì đảo mắt, xoa má cũng cắn ngón tay, vô cớ chỉnh quần áo, lúc ngồi hay rung đùi, ắt là đã từng tư thông. Có người còn cho rằng xử nữ có lông mi cong, ngực căng tròn mềm mại, người không còn trong trắng thì lông mi cụp xuống, ngực thường mềm rũ. Đây chính là phương pháp nghiệm thân được biến đến nhiều nhất dưới thời phong kiến Trung Quốc. Thủ khung sa được làm từ thạch sùng cái, những con thạch sùng này sẽ được cho ăn chu sa.
lâu ngày thân thể sẽ biến thành màu đỏ. Sau đó dùng thạch sùng phơi khô, xoay nhuyễn, tạo thành một loại bột phấn. Loại bột phấn này sẽ được tô lên tai hoặc cơ thể của người con gái, dùng để nghiệm thân. Nếu sau đó người con gái này phát sinh quan hệ nam nữ, thủ cung sa sẽ lập tức phai màu. Trên thực tế, có nhiều vị vua còn dùng chiêu thức này để quản giáo hậu cung 3.000 cung tần mỹ nữ bằng cách dùng thủ cung sa làm phấn trang điểm. Cuốn Phòng Thuật Huyền Y Trung Kỵ từng nói về một loại thuốc khác có công dụng tương tự như thủ cung sa. Loại thuốc này từng được Tần Thủy Hoàng dùng để giám sát hành vi thường ngày của các phi tần. Thành phần của loại thuốc này gồm có mặt bằng tăng, càng son, chu sa. Sau khi xê nhiễm còn pha thêm máu dơi rồi điểm lên người phi tần. Nếu ai có hành vi tư thông, dấu vết này sẽ lập tức phai đi. Trung Hoa cổ đại còn sử dụng thử máu như một phương pháp để giám định trinh tiết phụ nữ. Học sĩ thời nhà Thanh là Thái Hành Tử đã từng ghi lại trong cuốn Trùng Minh Mang Lục về sự việc này. Theo cuốn sách trên, người con gái lúc đầu bị nghi oan là tư thông với hàng xóm. Gia đình nhà trai vì muốn kiểm tra trinh tiết con dâu nên đã chuốc rượu say, sau đó trích máu tay của nàng để thả vào trong nước. Kỳ lạ thay, giọt máu này không những không tan mà còn ngưng lại như hòn ngọc. Theo quan niệm của những người dùng phương pháp thử máu, nếu nhỏ máu của cô gái còn chưa trắng vào trong nước thì máu không hề bị hòa tan mà sẽ ngưng tụ lại. Phúng Đế Phong là phương pháp kiểm tra trinh tiết kỳ lạ từng được sử dụng trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Khi dùng phương pháp này, cô gái cần kiểm tra sẽ đứng trước một chậu than và không được mặc đồ lót. Sau đó sẽ có người đốt giấy thổi khói lên mũi để gây ngứa. Khi ấy cô gái không tránh khỏi việc hắt hơi. Nếu như trong lúc hắt hơi, phía dưới có một luồng gió thổi làm lay động chậu than, như vậy cô gái sẽ bị coi là không còn trong trắng. Ngược lại, nếu luồng gió đó vô cùng yếu ớt, cô gái sẽ được khẳng định là xử nữ. Ở thời La Mã cổ đại, người ta dùng một thứ gọi là miệng trung thực để kiểm tra trinh tiết của phụ nữ. Miệng trung thực là một tượng đá há miệng. Nhiều giai thoại khẳng định rằng nếu một cô gái không còn trong trắng đưa tay vào miệng đá, miệng ngay lập tức sẽ ngậm chặt lại, cắt đứt tay của người này. Nhưng thực tế, tượng đá trên không có công dụng như lời đồn đại. Chỉ cần là người phụ nữ đưa tay vào trong đều sẽ nhận được minh chứng là trong trắng. Chính vì vậy, chiếc miệng chân thật này được dùng như một phương pháp phổ biến để đổi trắng thay đen hoặc minh non cho người phụ nữ vào thời La Mã cổ đại.